À rồi, trước mặt tất cả các bác đây chính là những cặp dây tín hiệu và ROAC của Anh Quốc. Cái hàng này thì hôm nay bên em lại cập bến được có mấy cặp thôi để phục vụ cho tất cả các bác nha. Đây, cái dòng dây này thì nó cũng là một trong những thương hiệu cũng khá là nổi tiếng của anh rồi. Đấy, dây của nó thì em về là hàng nguyên bán, nguyên zin. Đấy, chính hãng cho anh em chơi nha. Đấy, dây này là dây bãi đã qua sử dụng. Đấy, thì mọi chi tiết nên em mua hàng các bác cứ alo cho em qua số điện thoại 0775 264 888. Bên Huy Cường Audio sẽ gửi hàng toàn quốc cho tất cả các bác nha. Rồi, thì cũng không để mất thời gian của tất cả các bác nữa, cái video này em cũng đi nhanh gọn cho tất cả các bác nha. Thì đây, đây trên tay em đang cầm đây chính là cái cặp dây tín hiệu và ROAC của Anh Quốc này, các bác nhìn chưa? Đó, đây là một cặp dây này bên em về là hàng nguyên bản nguyên zin của nó nha. Nó có chiều dài là 1 mét thôi. Đấy, để các bác nhìn. Đây, nó là dạng giắc khóa nha, bây giờ tháo ra cho các bác xem này. Đây. Đấy, để bên trong là người ta cũng bắn keo rất là tỉ mỉ rồi. Đấy, khi các bác bắn keo này, đó, tránh chập chạm nha các bác. Đấy, phân biệt đỏ trắng như này, phân biệt âm dương như tất cả các bác nha. Đấy, để nó quay cái. Đây, các bác nhìn thấy chưa? Đó, dây tín hiệu BROAC, audio copper made in UK. UK viết tắt là của Anh Quốc nha các bác. Đấy, hàng UK là hàng của anh. Đó, dây này là dây nguyên zin về, các bác nhìn thấy chưa? Thân dây rất là to nha. Đây, thân dây của nó được bọc vải như này nhá. Đây, các bác nhìn bên ngoài nó thân to được bọc vải. Đấy, riêng cái dòng này chất âm cũng khá là hay ở trong cái phân khúc tầm tiền cho tất cả các bác này. Đấy, BROAC. Đó, dây này là dài 1 mét thôi, nó không có chiều dài hơn. Thì các bác lưu ý giúp em là khi các bác lấy về các bác cắm làm sao cho nó đúng điều hướng mũi tên nha. Đây này, thì nó sẽ có điều hướng mũi tên như này các bác nha, trên đầu rắc này. Đấy, đầu này này. Đấy, đầu này này các bác nhìn chưa? Đấy, các bác cắm từ đầu CD này, các bác cắm xuống âm ly nha. Đấy, hay là các bác cắm từ những bộ ba rè nhà các bác ấy thì bác cắm sao nó đúng điều hướng ở trên mũi tên như trên dây như này. Đó. Cặp này em về thì hôm nay em về giá cũng khá là tốt nhá. Cái giá cũng khá là tốt, cặp này hôm nay em về giá chỉ có 2.300.000 thôi. Đây. Đó, coi nhìn chưa? Một cặp dây tín hiệu BROAC của Anh Quốc. Đó, dây thì dây là nguyên zin rồi. Ở chất âm của con này thì theo em đánh giá thì nó cân bằng được tốt cho tất cả các bác ở ba giải nha. Đấy, kể cả là giải chép, tiếng sáng rất là trong trẻo, rất là gọn gàng. Đấy, tiếng bát của nó cũng khá là mềm mại, trung âm trường âm của nó thì cũng rất là chi tiết rồi. Lưng con này thì ở trong cái phân khúc tầm giá như thế này thì rất là hay ở cho tất cả bác nha. Phân khúc tầm tiền mà chất âm nó mang lại cực kỳ tuyệt vời. Bát của nó thì cực kỳ là gọn. Bác nào mà thích nghe tiếng mềm mại này, tiếng mà làm sao nó gọn, nó không có bị gãy tiếng thì các bác lên lựa chọn những cái dòng sản phẩm như thế này. Đấy, về các bác cải thiện tốt cái chất âm nha. Đấy, để mà nói về một cặp dây bãi của Anh Quốc như này mà mức giá là nó chỉ có 2.300.000 thì nó là một trong những mức giá thì gọi là cực kỳ là tốt rồi. Dây này thì không có quá là nhiều đâu các bạn. Đi em về thì nó sẽ tùy đợt. Có đợt về được hơn chục cặp, có đợt về được 3-4 cặp thôi. Đấy, chứ nó cũng không về nhiều. Đợt này em về được có 4 cặp thôi. Lần trước em về cái khoảng hơn 1 tháng thì em bán hết 2 tháng ấy. Em đăng clip lên thì em bán hết rất là lâu rồi. Đấy, các bạn nhìn. Đó. Đấy, 2.300.000 một cặp dây tín hiệu BROAC của Anh Quốc. À, cặp nào là cũng như cặp nào luôn. Đây, cặp này cũng vậy nha. Đấy, cặp nào cũng đẹp. Đó, nói chung là những cái chảy sức nhỏ nhẹ thì nó không thể tránh khỏi được vì nó là dòng dây bãi đã qua sử dụng rồi. Đấy, các anh nhìn này. Đấy, tất cả đều là hàng của Made in UK. Đầu giặc của nó đây. Đấy, các anh nhìn thấy chưa? Em quay gần lại cho các bác còn xem cho nó rõ nét của nó chi tiết nha. Đấy, các anh nhìn này. Chân rắc đều được mạ vàng công nghiệp. Đấy. Rồi, thì ngày hôm nay thì bên em về được cái dòng sản phẩm dây tín hiệu BROAC của Anh Quốc này thì cũng lên clip sáng sớm cho tất cả các bác để các bác là có nhu cầu. Đấy, các bác có thể alo trực tiếp cho em nha. Giá là 2.300.000, dây dài 1 mét, hàng nguyên bản nguyên zin cho anh em chơi nhá. Dây chính hãng. Đó. Rồi. Thì sau cùng cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Thì trước khi dừng video, các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những cái video clip thường xuyên hơn bên Huy Cường Audio nhé. Rồi, em xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.